Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý quyết liệt tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường, các tuyến đường quanh các khu đô thị. Nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên và khá phổ biến. Dù là vô tình hay là cố ý, việc dừng đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định không chỉ cản trở giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện khác mà còn có thể gây nguy hiểm, thậm chí là dẫn đến tai nạn giao thông. Khu vực đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Những biển cấm dường như bị vô hiệu hóa khi cả đoàn dài ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ hai bên đường. Tình trạng này cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường trong nội thành Hà Nội. Đơn cử, tuyến phố Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, đường Láng, hai bên đường là hai hàng xe con dừng đỗ suốt từ sáng đến đêm khuya. Dù các phường quyết liệt vào cuộc bằng các biện pháp dán thông báo cấm dừng đỗ theo quy định luật giao thông đường bộ, thường xuyên nhắc nhở, nhưng vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên. Xe của người dân ở ven đường ấy thường là để ngay ở trước cửa nhà mình. Đấy, nên là cái việc xử lý cũng là một số cái bất cập. Cái lực lượng do các lực lượng của phường thì là mỏng và phải dàn trải trên nhiều tuyến phố ở trên địa bàn phường. Đấy, nên là đôi khi là vẫn còn cái tình trạng dừng đỗ sai quy định. Trong khi chờ các quận sắp xếp vị trí, tổ chức điểm trông giữ phương tiện ô tô, thì lực lượng chức năng vẫn phải thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, mọi chuyện lại như cũ khi lực lượng chức năng di chuyển. Tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định, rồi là các cái hộ kinh doanh bày bán hàng hóa trên các tuyến đường của địa bàn quận, thì chúng tôi cũng đã tập trung là tăng cường cho tuyên truyền ký cam kết và phối hợp là kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp là cố tình vi phạm. Với những hành vi vi phạm đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ xe, dù là trước cửa nhà riêng thì chủ phương tiện vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính từ 800.000 cho đến 1 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định của pháp luật. Để trật tự đô thị nói chung được trật tự theo đúng nghĩa thì các lực lượng chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt hơn, xử lý mạnh tay hơn, không để vấn đề xe ô tô vi phạm mãi không thể giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một trường hợp giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng danh nghĩa phóng viên, đối tượng Mai Xuân Hữu, sinh năm 1984, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Trước đây là cộng tác viên của một số tờ báo, nhưng hiện nay không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào. Đã chụp ảnh các xe ô tô tải của một số doanh nghiệp, sau đó giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và có khả năng can thiệp để các xe tải của các cá nhân, doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc lưu thông. Một số chủ doanh nghiệp đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho đối tượng Hữu. Mới đây, Hữu tự xưng là phó tổng biên tập của một tạp chí và liên hệ với một doanh nghiệp trên huyện Quảng Trạch để tống tiền. Từ cuối tháng 12 năm 2023 đến nay, đối tượng này đã nhiều lần điện thoại yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền, trả tiền thuê ô tô nhiều ngày, phục vụ đi lại cá nhân. Tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt là hơn 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ vụ án.